Nếu mà có bất kỳ vấn đề gì, anh quay lại để bên em kiểm tra và bảo hành cho anh ạ. Anh ơi. Dạ. À, vâng, cảm ơn Linh. Em chào anh, em có thể giúp gì cho anh không? Em cần mua một cái laptop cũ để làm việc ạ. À vâng ạ. Linh ơi, em ra tư vấn giúp anh. Dạ anh mang laptop về sử dụng, nếu mà có bất kỳ vấn đề gì anh quay lại để bên em kiểm tra và bảo hành cho anh ạ. Anh ơi. Dạ. À, vâng, cảm ơn Linh. Ơi, Thị Tít à? À, xóa win ở trên máy tính thế nào nhỉ? Ok nhá. Linh. Dạ. Anh đưa máy đến cài lại win. Vâng ạ, vậy thì anh ngồi đợi em một lát để em mang máy vào cho kỹ thuật kiểm tra nhé. Ừ. Giờ làm không làm đi, còn ngồi ngẩn ngơ đấy em gì? Hay laptop lại hỏng rồi? Tao giờ làm đi đâu ấy? Em đi cài lại Win. Linh, cài lại Win cho anh. Máy anh vừa mới cài lại Win hôm qua, hôm nay đã hỏng rồi hả? À, thế bảo hành máy. Em nghĩ là máy anh không có vấn đề gì đâu ạ. Còn nếu mà anh không thích ý, thì bên em sẽ đổi cho anh. Bên em có hỗ trợ một đổi một trong 15 ngày đầu. Anh lỗi phần nào em đổi phần đó ạ. Ừ, em đổi đi. Vâng, vậy thì em đổi máy cho anh nhé. Anh chờ em một lát. Linh ơi. Dạ. Một ngày em tiếp nhiều khách thế em có mệt không? Chỉ cần khách hàng tin tưởng với cả đến đây là em vui rồi ạ. Thật á? Vâng. Linh vui khi mình đến đây. Linh ơi. Alo. Anh mang mã E5490 xuống cho em nhé. Em đổi cho khách. Vâng ạ. Anh ơi, máy của anh xong rồi đấy ạ. Anh xin.
laptop của anh rất tốt, kỹ thuật bên em đã kiểm tra tổng thể rồi ạ, không có vấn đề gì. Vậy em xin thông tin của anh ạ. Linh, tư vấn bán laptop cho anh đi. Tiền đâu? Tiền nào? Tiền em đưa cho mọi người để mua máy tính ấy. Dạ em ơi. Ôi giời. Máy không hỏng nữa thì đến làm cái gì? Máy hỏng rồi đấy, đến đi. Giờ máy có hỏng cũng không đến. Chả hiểu sao mình cứ phải đến đấy mua với cả sửa laptop là cái gì. Anh cố tình anh gây sự, anh kiếm chuyện với tao phải không? Gây sự đấy. Chả hiểu sao vừa xấu người vừa xấu nét lại còn thích quát vào mặt người khác như cô mà cũng có người yêu. Ừ, tôi thấy đấy thì làm sao? Thế mà cũng chẳng hiểu sao có người viện cớ này cớ nọ đến tìm gặp tôi đấy. Ai? Thì cái thằng đấy đấy. Chả hiểu sao có người yêu rồi còn nhắc đến thằng đấy làm cái gì. Ừ, thằng đấy á, nó vừa xấu vừa vô duyên lại còn nhát nữa. Mỗi câu tỏ tình mà cũng không nói được, phải để người ta đến tận đây. Ai? Thì cái thằng đấy đấy. Chê người ta thế mà cũng đến tìm người ta, hay là cũng thích người ta? Biết được thì nó không ở đây. Thế cái thằng người yêu kia đâu? Làm gì có thằng nào. Nói thế mà cũng tin nữa. Chửa tới đấm lại đi.
Anh đau. Ăn đi, tự góc ăn. Ai góc cho được nước.